Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là ba dòng xe số phổ thông đang được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm trong thời điểm hiện tại. Từ những mẫu xe số giá rẻ đến những mẫu xe số tầm trung các bạn nha. Ở đây mình có đưa ra đây ba mẫu xe đến từ xe nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Bao gồm có dòng xe Yamaha Sirius phiên bản 110 chế hòa khí, mẫu xe Honda Wenfa phiên bản 110 chế hòa khí và mẫu xe Honda Future phiên bản 125 trong hệ thống phun xăng điện tử FE. Cả ba mẫu xe đang được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm, đặc biệt là mẫu xe Honda Future phiên bản 125 này. Rất nhiều khách hàng quan tâm lựa chọn, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh ấy. Trong thời điểm hiện tại, do điều kiện tắc đường nhiều nên những cái mẫu xe số phổ thông ở đây được lựa chọn nhiều hơn so với những dòng xe côn tay trong thời điểm này. Đặc biệt là dòng xe Honda Future, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó là cực kỳ ok, chỉ ăn xăng ở mức là 1,54 lít trên 100 km. Trang bị hệ thống phanh đĩa, phanh đúc đầy đủ luôn. Đây các bạn có thể theo dõi bằng tem dán năng lượng đến từ công ty Honda Việt Nam các bạn nha. Đặc biệt hơn nữa là rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta đang mong chờ tới phiên bản mới của năm 2024. Nó sẽ cho ra cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu còn vượt trội hơn rất nhiều. Nếu giống như mẫu xe Way 150 của Thái, chỉ ăn xăng ở mức là 1,4 lít trên 100 km. Trang bị trên của dòng xe Honda Future này rất là điển hình tiên tiến. Hệ thống chìa khóa 4 trong 1, mặt đồng hồ thiết kế dạng 3D, rất dễ để có thể quan sát. Cả ba mẫu xe đều thiết kế khá là thon gọn các bạn nha, để các bạn có thể dễ dàng luồn lách qua những con phố. Hiện tại thì mẫu xe Honda Wenfa đã có những phiên bản mới của năm 2024 rồi. Nó chủ yếu thay đổi tem xe là chính cùng một số nội dung trên xe mà thôi. Các bạn có thể nhìn cận cảnh các nội dung Honda Wenfa và dòng xe Yamaha Sirius, nó sẽ có mức giá bán là rẻ hơn khá là nhiều so với dòng xe Honda Future. Tí nữa thì mình sẽ báo giá một cách cụ thể cũng như quay thêm một số những cái màu sắc khác nữa của ba mẫu xe này để các bạn có thể tham khảo thêm. Hiện tại ăn xăng cao nhất là dòng xe Yamaha Sirius với mức tiêu hao nhiên liệu là 2,08 lít trên 100 km. Trong khi đó thì mẫu xe Honda Wenfa phiên bản của năm 2023 ăn xăng ở mức là 1,9 lít trên 100 km. Tuy nhiên phiên bản mới năm 2024 chỉ ăn xăng ở mức là 1,72 lít trên 100 km thôi các bạn nha. Bởi mẫu xe Yamaha Sirius cũng như mẫu xe Honda Wenfa vẫn đang chỉ trang bị bình xăng con chế hòa khí mà thôi, nên nó sẽ ăn xăng hơn so với những mẫu xe trang bị hệ thống phun xăng điện tử FE. Những mẫu xe Honda Wenfa và dòng xe Yamaha Sirius chỉ trang bị một cốp xe là đủ dùng để các bạn có thể để một số vật dụng cá nhân khác nhau cũng như một bộ quần áo mưa mà thôi các bạn nha. Nó sẽ không rộng rãi giống như dòng xe Future trong thời điểm này, dung tích đâu đó vào khoảng tầm 5 lít thôi. Còn Future các bạn có thể để được cả một chiếc mũ full face cả đầu. Mình sẽ mở ra để các bạn có thể theo dõi ở đây. Một dòng xe số nhưng trang bị một chiếc cốp rất là rộng luôn, dung tích bình xăng cũng khá là lớn. Đây các bạn có thể nhìn này, so sánh rất là cụ thể các bạn nha. Nó phải to gần gấp 3 so với dòng xe Honda Wenfa và dòng xe Yamaha Sirius. Phía sau xe đây các bạn có thể nhìn ngắm một chút, đều thiết kế rất là thon gọn. Trong thời điểm hiện tại thì mẫu xe Honda Future ấy, thì giá bán của nó cao nhất dao động trong khoảng tầm từ 32 cho tới 35 triệu đồng. Mình báo giá gửi đến các bạn ấy, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh các bạn nha. Với địa chỉ của xe máy nhập khẩu Tân Tạo, 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. 32 triệu cho phiên bản phanh đĩa vành đúc và vành nhăn hoa. Còn 34 đến 36 triệu cho những cái phiên bản là phanh đĩa, vành đúc, các bạn có thể lưu tâm lưu ý. Trong khi đó những mẫu xe như Honda Wenfa và Yamaha Sirius ấy đều có mức giá bán chung vào khoảng tầm 19 triệu trong thời điểm này. 19 triệu cho mẫu xe Honda Wenfa và dòng xe Yamaha Sirius cho các phiên bản khác nhau. Về cơ bản để lại ý, chỉ có phiên bản phanh đĩa vành đúc là chính thôi cho mẫu xe Yamaha Sirius các bạn nha. Nên với những bạn nào quan tâm có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe, hoặc có thể thông qua số điện thoại của bạn Trang là nhân viên bán hàng của đại lý với số điện thoại 036 2973 808. Sau đây thì mình sẽ tiến vào phía bên trong đại lý để có thể quay thêm các màu sắc khác và các phiên bản khác của dòng xe
Yamaha Seat này, Honda Goalfa và dòng xe Honda Future để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Các bạn cùng theo chân top 5 mình đi vào phía bên trong đại lý các bạn nha. Hiện đại lý đang có đầy đủ các cái mẫu xe khác nhau từ chính hãng trong nước đến nhập khẩu. Có đầy đủ luôn. Các bạn cứ đến trực tiếp liên hệ. Mẫu xe nào cũng sẽ có nếu như các bạn liên hệ một cách cụ thể. Đây là một số những phiên bản màu sắc của dòng xe Yamaha Seat. Đen nhám 2023, xanh dương đậm 2023 các bạn đang theo dõi. Hiện tại mẫu xe này vẫn chưa có phiên bản mới của năm 2024 các bạn nha. Thiết kế rất là thon gọn, đã từng là một mẫu xe chiến lược của Yamaha, làm lên tên tuổi của Yamaha ở thị trường Việt Nam chúng ta trong rất nhiều năm trở lại đây. Có cả phiên bản phanh đĩa vành đan hoa nữa cho những bạn nào quan tâm muốn tham khảo thêm. Còn đối với dòng xe Honda Goalfa ấy, thì có cả phiên bản của năm 2023 và năm 2024, giá bán là tương tự giống nhau. 24 thì các bạn có thể nhìn cặp cuộc của nó ở phía trước sẽ là sơn màu đen, còn 23 sẽ là sơn màu bạc các bạn nha. Và dòng xe Honda Future cũng với đầy đủ các phiên bản cao cấp đặc biệt, kể cả phiên bản tiêu chuẩn, phanh đĩa vành đan hoa cũng có. Đỏ đô còn có cả phanh đĩa vành đan hoa cho những bạn nào quan tâm yêu thích. Nhiều bạn thích lên hệ thống mâm đúc ấy, cho những cái phiên bản khác thì đại lý cũng sẽ đổ cho các bạn hoàn toàn ok luôn, nếu như các bạn muốn lên với hệ thống mâm đúc các bạn nha, để các bạn có cho mình những cái trải nghiệm thích thú. Có thể nói rằng trong thời điểm này cả ba mẫu xe đang khá là quan được khách hàng quan tâm ấy, bởi vì tính thực dụng của nó. Hai mẫu xe số giá rẻ thì các bạn có thể phù hợp với những bạn có cái mức thu nhập ở mức trung bình, hoàn toàn có thể lựa chọn dòng xe Yamaha Seat và dòng xe Honda Goalfa. Với mức giá bán cực kỳ phải chăng, dưới 20 triệu là các bạn có thể sở hữu cho mình những mẫu xe này rồi. Đến đại lý các bạn cứ nói top 5 giới thiệu hoặc bạn Quỳnh Trang giới thiệu, liên hệ trước thông qua số điện thoại 0362973808 sẽ được bạn tư vấn cụ thể cũng như hạ giá bán của xe từ 500 đến 1 triệu. Kết hợp với đó hỗ trợ tiền phí xăng xe đi lại cho bạn nào ở xa. Và các món phụ kiện vào trên xe sẽ được giảm giá từ 30 đến 50% các bạn nha. Còn đối với dòng xe Honda Future thì mình thấy rằng ấy, với những anh lớn tuổi một chút, cứng tuổi một chút, đâu đó vào khoảng tầm mà độ tuổi từ 30 tuổi trở lên, làm công chức nhà nước hoặc thích một cái gì đó gọi là sang trọng, lịch lãm mà vẫn mang tính thể thao một chút thì các bạn có thể lựa chọn dòng xe Honda Future này. Bởi khả năng tiết kiệm như nó của nhiên liệu của nó ấy, là hoàn toàn vượt trội rồi. Đi đường với khối động cơ của nó là 125 phân khối ấy, đủ để các bạn có thể trải nghiệm. Đi đường thành phố thì hoàn toàn ok các bạn nha. Với dòng xe Honda Future ở đây, khối động cơ cũng rất là mạnh mẽ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng rất là vượt trội, cốp xe thì rộng, trang bị thì điển hình tiên tiến. Mức giá bán thì có lẽ là phải chăng trong thời điểm này. Đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, miền Bắc thì dòng xe Honda Future có rẻ hơn một chút so với khu vực miền Nam. Tuy nhiên thì khu miền Nam trong thời điểm này mức giá bán này là chấp nhận được rồi cho những bạn nào quan tâm. Và đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ nhanh để các bạn cùng tham khảo thông qua video này. Rồi, các giá này của mình, nếu hay các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.